Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sống Khỏe, Sống Tốt. Quý vị thân mến, sau một ngày làm việc vất vả thì nhiều người sẽ thường thư giãn bằng cách là chúng ta tắt đèn, mở điện thoại, lướt Facebook, tán gẫu, đọc báo. Tuy nhiên thì màn hình điện thoại, laptop sẽ thường sản sinh ra một lượng lớn ánh sáng xanh để người dùng có thể nhìn thấy rõ những nội dung vào ban ngày trong điều kiện ánh sáng môi trường mạnh. Nhưng vào ban đêm thì lượng ánh sáng xanh này sẽ trở thành kẻ thù vô hình đối với sức khỏe của con người. Theo đó thì ánh sáng xanh sẽ khiến cho não bạn ngừng sản sinh ra melatonin, một loại hormone gây buồn ngủ. Bên cạnh đó thì ánh sáng xanh còn khiến cho mắt có nguy cơ sẽ bị thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Nếu vì công việc hay là vì lý do nào đó mà bắt buộc chúng ta phải dùng điện thoại trước khi đi ngủ, thì quý vị hãy nhớ 5 điều sau để có thể hạn chế tối đa những nguy hiểm với sức khỏe của quý vị nhé. Dùng điện thoại trước khi ngủ, đừng bao giờ quên 5 việc này. Thứ nhất, không dùng điện thoại khi nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Sử dụng điện thoại khi nằm nghiêng về lâu dài sẽ khiến mắt bị điều tiết quá mức cho phép, khiến cho thị lực của cả hai mắt giảm đi rõ rệt. Không những thế, khi nằm nghiêng, máu sẽ rất khó lưu thông lên mắt, gây nên tình trạng mắt có xuất hiện những nốt chấm đen. Còn khi nằm sấp chơi điện thoại sẽ gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở khuỷu tay và não bộ, còn có thể dẫn đến đau cổ tử cung hoặc cao hơn là thiếu máu não. Nằm sấp sẽ khiến bạn rất dễ bị mệt mỏi và khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy, cách tốt nhất là nên nằm ngửa khi sử dụng điện thoại. Cũng có thể lấy một cái gối để hỗ trợ cho khuỷu tay để tránh thời gian lâu quá tay sẽ dễ bị mỏi. Nhưng phải cẩn thận không để điện thoại trượt xuống mặt quý vị nhé. Thứ hai, nghiêng điện thoại 45 độ. Tuyệt đối không để màn hình song song với mắt, vì như vậy ánh sáng sẽ trực tiếp rọi thẳng vào mắt, gây căng thẳng ở võng mạc, lâu dần sẽ dẫn đến rối loạn về mắt như thoái hóa điểm vàng. Trong trường hợp nghiêm trọng, mắt bạn có khả năng sẽ bị mù. Việc tiếp xúc với điện thoại ban đêm cũng khiến bạn bị nhiễm độc võng mạc. Các chuyên gia khuyến cáo rằng cách tốt nhất để sử dụng điện thoại là nên check một hướng nghiêng màn hình xuống 45 độ. Thói quen này không chỉ hạn chế tác động của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại mà còn giúp bạn không bị tổn thương vùng cổ. Bên cạnh đó, để tránh các tác động tiêu cực khác, bạn nên giữ khoảng cách giữa mắt và điện thoại khoảng 30-50cm. Thứ ba, bật chế độ máy bay hoặc để xa giường khi ngủ. Sóng điện thoại đã được khoa học chứng minh rằng chúng rất có hại đối với sức khỏe con người. Nó có thể khiến người dùng tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, vô sinh. Chính vì vậy, trong lúc ngủ, hãy giữ thói quen bật chế độ máy bay để tránh những tác động tiêu cực của sóng điện thoại lên cơ thể chúng ta. Nếu như bạn sợ rằng việc này sẽ khiến bạn mất đi những cuộc gọi hay tin nhắn khẩn cấp, thì hãy đặt chiếc điện thoại của mình ra xa khỏi chiếc giường bạn ngủ và để chuông thật to. Điều này sẽ giúp bạn vừa không mất đi những thông báo quan trọng mà còn tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ sóng điện thoại đem lại. Thứ tư, chỉnh độ sáng màn hình. Tất cả các điện thoại thông minh hiện nay đều có chế độ chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp với độ sáng của môi trường. Vì thế hãy chỉnh điện thoại về chế độ ban đêm khi bắt đầu leo lên giường ngủ. Độ sáng ở chế độ ban đêm sẽ bảo vệ mắt của chúng ta. Ngược lại, nếu để nguyên ánh sáng mạnh như ban ngày, mắt của bạn sẽ rất dễ bị mỏi và bị khô do phải điều tiết nhiều trong điều kiện hai mức ánh sáng giữa màn hình và môi trường bóng tối quá khác nhau. Thứ năm, không sạc trong lúc sử dụng. Nhiều người thường có thói quen cắm sạc điện thoại vào đầu giường để tiện sử dụng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Thế nhưng việc này lại tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm tới người dùng. Thực tế có không ít tai nạn xảy ra khi vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại như nổ pin hay chập nguồn. Khi người dùng vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên nữa. Và lúc này, các phản ứng hóa học bên trong pin không ổn định có thể gây ra hiện tượng chập hoặc cháy nổ. Trong thời đại Internet hiện nay thì rất nhiều công việc đòi hỏi bạn sẽ phải làm việc trên máy tính hoặc điện thoại một cách thường xuyên. Mắt không được nghỉ ngơi thì có thể sẽ gây nên những nguy hại đối với đôi mắt. Và nếu có 5 triệu chứng sau đây thì chứng tỏ bạn đã bị căng thẳng thị lực. Hội chứng này không được điều trị một cách kịp thời thì lâu dần sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về mắt, có thể sẽ dẫn đến mù lòa. Vì vậy hãy tìm cách khắc phục ngay quý vị nhé.
Thứ nhất, mỏi mắt. Thông thường trong khoảng 1 phút, mắt người sẽ chớp từ 12 đến 18 lần. Mỗi lần chớp, nước mắt được tiết ra phủ lên toàn bộ mắt. Khi sử dụng điện thoại, do quá chăm chú nên số lần chớp mắt ít hơn bình thường, dẫn đến giảm số lượng và chất lượng nước mắt phủ lên giác mạc. Chớp mắt chính là hành động tự nhiên của mắt để bôi trơn nhãn cầu và ngăn ngừa việc mắt bị khô. Càng chớp mắt nhiều, thị lực càng được cải thiện đáng kể. Trong những trường hợp ở dạng nhẹ, mỏi mắt có thể gây khó khăn khi bạn muốn tập trung nhìn vào các vật thể, đặc biệt là bạn khó có thể tập trung mắt khi chuyển tầm nhìn từ khoảng cách này sang khoảng cách khác. Theo thời gian, khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, mỏi mắt còn có thể chuyển thành đau hoặc khó chịu ở khu vực xung quanh mắt. Thứ hai, đau rát mắt. Tệ hơn nhức mỏi là khi mà mắt bạn bắt đầu chuyển sang cảm thấy khó chịu, và khi tình trạng xấu thêm đi, hiện tượng khô rát sẽ xuất hiện, thậm chí mắt còn có thể bị đỏ. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy rằng mắt bạn đang bị khô do sử dụng máy tính quá lâu. Thứ ba, mờ mắt, tầm nhìn bị suy giảm. Các hình ảnh về những cảnh vật, thông tin mà bạn nhìn thấy có thể bắt đầu có hiện tượng mờ mờ dần đi ngay cả khi bạn đã cố tập trung nhìn đúng cách. Hoặc bạn có thể thấy hình ảnh bị lóa hoặc bị bóng mờ. Nếu thủ phạm là hiện tượng căng thẳng thị lực do sử dụng máy tính, vấn đề này sẽ được giải quyết sau khi bạn nghỉ ngơi. Thứ tư, nhức đầu hoặc chóng mặt. Cả hai hiện tượng đau đầu và chóng mặt đều là những dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng của mắt do sử dụng máy tính đã chuyển biến thành những vấn đề nghiêm trọng hơn một chút, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực và não bộ của bạn. Tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ nếu thường xuyên bị nhức đầu hoặc chóng mặt sau một ngày làm việc. Thứ năm, đau nhức cổ và vai. Khi vấn đề về thị lực của bạn trở nên trầm trọng hơn và sự khó chịu tăng lên, nếu bạn vẫn ép mình phải làm việc, cơ thể bạn sẽ tự động điều chỉnh tư thế để bạn có thể nhìn rõ hơn. Điều này dẫn đến những sai lệch về tư thế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực như cổ, vai và cả lưng của bạn nữa. Phần lớn mọi người cho rằng mắt mờ do dùng điện thoại là không nghiêm trọng và các triệu chứng sẽ biến mất sau khi không còn sử dụng máy, ngủ một giấc hay đơn giản hơn là đi rửa mặt, rửa mắt. Hậu quả là loét giác mạc, kết mạc bị sừng hóa do khô mắt. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Câu nói này luôn đúng trong mọi trường hợp. Vì thế, ngay khi nhận ra mình có những triệu chứng trên, bạn hãy lên kế hoạch khắc phục ngay, chứ đừng thấy cơ thể vẫn chịu đựng được mà gạt chúng qua một bên, để rồi tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Khi đó thì việc chữa trị sẽ hết sức phức tạp và tốn kém. Những bài tập thể dục cho mắt là biện pháp tuyệt vời để duy trì thị lực và chống mỏi mắt. Bạn có thể thử áp dụng một số bài tập như sau. Nhắm thật chặt hai mắt để cho mí mắt siết lại với nhau, rồi mở mắt ra và nháy mắt vài lần. Lặp lại động tác này từ 1 đến 2 lần. Cố gắng di chuyển mắt hướng lên trên rồi liếc mắt theo vòng tròn. Đầu tiên nên nhìn theo chiều kim đồng hồ, sau đó đảo ngược lại chiều. Để phòng ngừa tật lác mắt, hãy mở mắt thật to giống như khi chúng ta đang trút cơn tức giận từ 5 đến 10 giây một lần. Nhìn lên và nhìn xuống thật nhanh liên tục trong 2 phút. Bài tập này giúp tăng cường lưu thông máu đến mắt. Dùng tay cầm chiếc bút chì đưa thẳng ra trước mũi, rồi từ từ di chuyển bút thật chậm về phía mũi. Trong lúc đó không mất tập trung nhìn vào chiếc bút chì. Nhắm mắt trong vài phút, tưởng tượng bạn đang ở một nơi thư thái và dễ chịu. Xoa lòng bàn tay cho thật ấm, rồi đặt lòng bàn tay lên mắt, sao cho mắt được che kín, không cho ánh sáng lọt vào, và bắt đầu massage mắt. Trong quá trình massage, bạn nên hít thở thật thoải mái. Bài tập thể dục dành cho mắt này nên thực hiện trong ít nhất 1 phút hoặc lâu hơn nếu bạn có thời gian. Ngoài ra, hãy tăng cường ăn các thực phẩm có lợi cho mắt như sô-cô-la, vì các loại sô-cô-la đen có chứa flavonoid, một chất có nhiệm vụ không thể thiếu trong việc bảo vệ các mạch máu trong mắt. Hãy ăn những loại cá có dầu như cá hồi hoặc cá ngừ ít nhất 2 lần mỗi tuần, vì cá là một trong những nguồn bổ sung axit omega 3 khá là màu mỡ, giúp kìm hãm nguy cơ khô mắt. Hoặc chúng ta cũng có thể uống dầu cá để giúp mắt khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, uống nước trái cây và ăn nhiều rau xanh cũng là cách tăng cường lượng vitamin A cho cơ thể. Những loại rau như cà rốt, dưa leo, đu đủ chứa nhiều beta carotene,
tiền vitamin A rất tốt cho mắt. Lời khuyên cho bạn là bất kể bạn dùng máy tính, điện thoại di động ở mức độ nào thì vẫn nên chủ động đi khám mắt định kỳ mỗi năm một lần để kiểm tra tình trạng thị lực và sớm có biện pháp phòng ngừa. Với những người đã mắc các tật khúc xạ hoặc suy giảm thị lực, cần kiểm tra mắt mỗi 6 tháng để điều chỉnh độ kính phù hợp cũng như đề phòng các bệnh lý mắt nguy hiểm như thoái hóa hoàng điểm, đục thủy tinh thể có thể xảy ra. Vâng, con người chúng ta đã được lập trình để hoạt động vào ban ngày và ngủ nghỉ vào ban đêm. Theo các bác sĩ thì việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin trước khi mà chúng ta đi ngủ thì sẽ kích thích tinh thần và gây ra các vấn đề về giấc ngủ. Và tốt nhất thì quý vị nên tắt máy tính, TV và điện thoại ít nhất là 1 giờ trước khi đi ngủ để cảm thấy dễ ngủ và ngủ ngon hơn nhé.